Ok, hai các bạn. Bữa nay mình sẽ cho các bạn coi cái session haircut của mình. Ở đây là cái session mà mình rent chair nha các bạn. Rent chair tức là mình thuê cái ghế đây các bạn. Và một cái góc làm việc như vậy á. Thì mình sẽ trả tiền cho cái người đó, cho cái thằng owner, thằng chủ á, thì theo tuần. Ok, hôm nay mình sẽ cho các bạn coi cái session haircut của mình. Cái session, cái góc làm việc của mình cho các bạn coi. Khi mà các bạn làm việc trong một cái barbershop á, thì một số cái mà người ta bắt buộc các bạn phải có, những cái chính á, tức là cái này đây. Cái này nó gọi là disinfection solution này. Tức là cái hũ nước để khử trùng á. Khi mà các bạn có cái đồ dơ á, các bạn cho vô đây các bạn khử trùng, nó phải có cái đó. Tại vì không có cái đó, không khử trùng, nó không có diệt được cái vi khuẩn. Rồi mấy cái mầm bệnh á, thì nó không có chịu, nó sẽ phạt mình á. Và nó phải có để label các bạn. Label mình thử vào trong. Ok, cái thứ hai nữa là nó bắt buộc là phải có, đó là cái hũ này. Cái hũ này để mình đựng cái lưỡi mà dao lam các bạn. Khi mà xong rồi thì các bạn phải cho vô đây. Cái quan trọng đó là cái license. Đây là cái power license của mình. Thì cho mình có hai cái license, một cái Cosmo license nó cho các bạn làm tóc. Và cái thứ hai nó sẽ cho các bạn làm về tóc nhưng mà xài thêm cái dao cạo nữa. Ok, để cái session ở đây á, nó sẽ chia là mà mình một cái phần mà sạch á, những cái đồ mà sạch á, clean á, thì nó bắt mình phải để label như vậy, clean. Còn cái đồ dơ, cái lượng dơ mình cắt xong mình sẽ thảy vô đây. Thì cái củ này nó gọi là soil, là cái mình giống như là mình cắt khách xong mình lấy cái khơm sạch ở đây ra. Cái đồ sạch ở đây ra mình cắt cho khách xong thì mình sẽ phải bỏ vô cái soil này, là cái đồ dơ đó. Kia thì bên trong cái đồ tông đơ thì mình cho các bạn coi mấy cái đồ của mình ở đây. Cái này là bên trong, thực ra bên trong để như vậy nó vẫn bắt các bạn phải để cái label nha, soil, để cái label trong cái cử này. Cái này bên trong, cái này cái brush để các bạn chải. Mỹ những cái này á, thì nó bắt mình mỗi lần mình xài với khách mình phải khử trùng. Ngay cả cái mà khi các bạn cắt skin face á, cái này cũng vậy, nó bắt các bạn phải khử trùng. Và những cái đồ trong này thì tông đơ rồi mấy cái này là con washi nhờ and the master, còn White Taylor và còn 76. Khi mà các bạn xài xong mấy cái tông đơn này, các bạn cũng phải cho vô chồng để chưa phải cuối ngày mình chưa có chơi vô. Ok, mình sẽ cho các bạn coi thêm những cái đồ mà mình hay xài. Đây là cái keo, cái nó gọi là hair grooming á, của Pacino. Các bạn nếu mà coi mấy cái video barber của tụi Mỹ hay là của tụi Ấn Độ, tụi Mexico á, hay xài này. Thực ra cái loại này tạo cái shiny trong tóc, nó không có tạo bóng tóc á, nhưng mà cái nó hold tóc good lắm. Đây cái này như vậy đây. Ok, còn đây là cái hũ shaving cream, là cái này á, mình cạo râu á, hoặc mình sẽ xài cái này shaving gel. Còn ba cái này chỉ cho các bạn coi. Cái này là cái hair semi permanent, and cái này là cái alcohol, cái cồn á. Hai cái này mình mix với cái tỷ lệ là 50-50 vô cái hũ này, rồi mình mix lên. And then mình sẽ fill nó vô cái máy này. Cái máy này là cái máy xịt đấy các bạn. Mình show các bạn coi luôn.
cái máy này mình mua cũng khá là mắc tiền á. Cái đầu súng này không, mình mua là 100+ đô rồi. Nó sẽ bắn ngay như này, bắn cho bạn coi. Mình theo cái này mình bỏ cồn để mình phim thôi, chứ mình chưa có cho cái màu vô. Và cái máy này nó hay một cái là khi mà các bạn bắn ngay như vậy á, là cái mà cái khí nén bên trong á nó yếu thì máy nó tự động nó chạy, chứ không phải là cứ khi nào mình xịt cái máy thì nó sẽ chạy. Cho các bạn coi cái đầu súng, cái đầu súng này mình rất là thích luôn các bạn. Nó là của Iwata thì không biết, nhưng mà ha, cái này nó xài good lắm. Ồ, hình như có người có khách tới. Cái đây là mấy cái đồ của mình. Đây là con oyster 10 này các bạn. And hey, what's up? Yeah, good bro. Ok, hồi nãy mình có khách nên bị gián đoạn chút. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi mấy cái món đồ mà mình rất là thích. Cho các bạn coi. Đây. Đây là những cái máy mà mình rất là thích. Nó mix mon này rất là nhiều các bạn. Ở đây là mấy cái collet, mấy cái loại chạy bằng pin không dây. Đầu tiên con này là con khủng long các bạn. Mắc tiền lắm, 300+ đô trên Amazon lắm. Con này là con Oyster Octane. Các bạn coi, nó chạy bằng cái lưỡi detachable play. Mỹ nó gọi là detachable, là cái lưỡi rời, giống lưỡi này đây. Các bạn gắn vô, các bạn chạy. Gắn thử các bạn coi. And turn on. Đã lắm. Ok, để qua bên. Đây là hai cái con mà anh biết Tim Michael LA. Hai con Timmer này. Con Timmer này nó cách Andis với cái quá. Mình thấy cái Andis á, cái độ ổn định của nó ổn định hơn qua, nó không bị nóng nhiều. Và điều đặc biệt nữa của mấy cái trimmer Việt Nam mình kêu nó chính viền ha, qua thì nó có thể cắt trim ở cái tóc mà tóc dài được, nó ăn rất là đã. Nhưng mà các bạn không có kéo căng cái da ra thì nó ăn cái da luôn, nó giúp dễ nè, tạo nó ăn vô cái da, nên là phải một số vùng các bạn xài con này. Con này làm design rất là đẹp các bạn, nó ăn tóc đã lắm. Nhưng mà tất nhiên tiền nào của đó thôi, con qua thì nó rẻ hơn, Andis thì nó mắc tiền hơn chút. Đây là hai con Andis. Con này mình đã thay cái lưỡi của Andis Geoliner rồi nha. Lưỡi bự hơn các bạn thấy không? Xem một cái lưỡi bự hơn. Đây đây, như này các bạn sẽ thấy. Cái đây là lưỡi nhỏ, cái bên phải á. Còn cái bên trái là cái lưỡi đã được modify rồi. Còn đây là con Andis Geoliner Collet. Mình có hai con này. Một lưỡi mình để, cái này là lưỡi gốc của nó đây. Và mình có một cái lưỡi khác là GTX, là cái lưỡi nó cái tip nó long hơn. Cái này nó dài hơn. Cái này thì loại này chấn viền cho baby không sao, cho em bé không sao, nó không có cắn thịt, không cắn da. Good, còn ok với cái shaver. Shaver mình có ba con shaver bronze. Cái này là series số 7 các bạn. Nhưng mà cái số 7 mình gắn cái đầu số 8 vô cũng được không sao. 7 8 xài chung được không sao. Ok, đây là con Babyliss
con này mảnh mảnh mà mắc tiền lắm. Con này mắc nhất trong mấy con trimmer. Con này khoảng mỗi bây giờ nó xuống giá là còn khoảng 110 mấy đô before tax. Con này thì khoảng 150 mấy đô before tax. Còn hai con này thì rẻ khoảng 50 mấy 60 đô. Con này cũng xuống giá rồi, nhưng mà con này vẫn xài good. Con này là 1919. Mình để cái rubber band cái này để cho nó đỡ bị trơn cái tay thôi, chứ không có không phải bị gì hết. Đó, cái session của mình vậy thôi. Đây là bình xịt nước mình mua ở Barber Supply đây. Ok, cái này là cái powder, cái bột á. Khi mà các bạn duster xài cho cái duster cái này, các bạn quét cái tóc ở dưới gáy á, hoặc ở trên các bạn xong cái haircut thì các bạn xài cái này cho cái powder dưới đây, quét nó đi. Đó là mấy cái đồ của mình để thôi. Ồ, nói sơ qua cái máy này nữa. Đây là cái máy nó gọi là air compressor, compressor gì, máy khí nén á. Thì cái máy này, cái máy khí nén này, cái hiệu mình mua là hiệu Iwata này. Máy này good lắm các bạn. Máy này 200 mấy đô. Còn cái đầu này 100 mấy đô các bạn. Cái đầu, cái súng này thôi. Bắn đã lắm. Để các bạn nếu thích cái kênh B360 này thì các bạn nhớ đăng ký, để mình sẽ làm những cái video mà nhiều, rất là nhiều về cái vấn đề là làm tóc ở Mỹ. David's Barbershop. Hello. Oh no, I can't. It's just English, please. Oh, what's that? Oh, we have, but today the Danny and Rudy, they not here today. Maybe 1 hour later. Oh, man, haircut, how old is he? How old is he? 31? Oh, 31, we check 30 down for the 18 and up. Okay, thank you, have a good day, okay? Ok, chỉ có vậy thôi. Cái video này review real quick như vậy thôi. Các bạn thích cái kênh của mình á thì nhấn đăng ký ủng hộ mình đi. Mình sẽ làm nhiều những cái video khác để mà cho các bạn biết cái nghề làm barber ở Mỹ nó có thực sự nó khác rất là nhiều so với nghề làm tóc ở Mỹ. Ở Mỹ thì giữa cái nghề barber và cái nghề hair mà gọi là hair salon làm tóc bình thường đó, nó khác nhau nhiều lắm các bạn. Nó không giống như ở bên Việt Nam mà các bạn nói là ok làm tóc hay làm tóc là nó chỉ có một cái nghề thôi. Nhưng ở Mỹ thì nó chia ra hai cái bằng Cosmo và cái bằng barber. Thì mình sẽ nói cái chi tiết trong những cái video tới. Ok, thì hôm nay mình share cho các bạn coi cái đồ nghề, cái session haircut của mình như vậy thôi. Cho các bạn coi sơ một chút. Chút xíu nữa, đây là cái... Đó, giờ mình show all the way right here. Rộng hơn một chút. And over here, the outside. Ok, bye các bạn.